Khách sạn 3 sao giá rẻ tại cửa lò Nghệ An là một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng không gian biển xanh mát và không muốn tốn quá nhiều chi phí. Với mức giá hợp lý, khách sạn này cung cấp các loại phòng phù hợp cho cả các cặp đôi và gia đình nhỏ có 2 đến 4 thành viên. Khách sạn có nhiều loại phòng để lựa chọn, bao gồm phòng dành cho 2 khách và phòng dành cho 4 khách. Các phòng được thiết kế rộng rãi, thoải mái và trang bị đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu của du khách. Mỗi phòng được trang trí theo phong cách hiện đại và sử dụng các thiết bị tiện ích như TV màn hình phẳng, điều hòa nhiệt độ, minibar và wifi miễn phí. Khách sạn nằm gần bãi biển, chỉ cách bãi tắm khoảng từ 500m đến 650m, mang đến cho du khách sự tiện lợi khi muốn tắm biển hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Bạn có thể dạo bước từ khách sạn đến bãi biển và tận hưởng không khí biển trong lành, hoặc thả mình trong nước biển mát lạnh. Sự gần gũi với bãi biển cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá các điểm tham quan và vui chơi giải trí ở khu vực lân cận. Không chỉ vậy, khách sạn 3 sao này còn có các tiện ích và dịch vụ khác như nhà hàng phục vụ các món ăn đa dạng, quầy bar để thư giãn và thưởng thức đồ uống và bãi đậu xe riêng. Nhân viên khách sạn thân thiện và chuyên nghiệp sẽ đảm bảo bạn có một kỳ nghỉ thoải mái và ấn tượng. Tóm lại, khách sạn 3 sao giá rẻ tại cửa lò, Nghệ An là một lựa chọn tuyệt vời cho du khách muốn có một kỳ nghỉ biển thú vị và tiết kiệm. Với các loại phòng phù hợp cho 2 và 4 khách, gần bãi biển và nhiều tiện ích hấp dẫn khách sạn này đáng để bạn lưu ý khi lên kế hoạch du lịch đến cửa lò, Nghệ An. Rất vui được tiếp tục hỗ trợ bạn. Khi bạn gọi số điện thoại 0392 979 999, nhân viên khách sạn sẽ chào đón cuộc gọi của bạn một cách nhiệt tình và chuyên nghiệp. Bạn có thể yên tâm trao đổi thông tin với họ để tìm hiểu về các loại phòng và dịch vụ mà khách sạn cung cấp. Khi bạn liên hệ, bạn có thể hỏi về giá cả và chính sách đặt phòng, cũng như các tiện nghi và dịch vụ đi kèm. Nhân viên khách sạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các loại phòng dành cho hai khách và 4 khách, bao gồm cả tiện nghi và diện tích của từng loại phòng. Và tư vấn cho bạn về vị trí của khách sạn so với bãi biển. Bạn có thể hỏi về khoảng cách chính xác từ khách sạn đến bãi tắm và cách đi bộ hoặc di chuyển từ khách sạn đến đó. Điều này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về sự tiện lợi và thuận lợi khi muốn tận hưởng biển và các hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, bạn có thể hỏi về các tiện ích khác của khách sạn như nhà hàng, quầy bar và chỗ đậu xe riêng. Nhân viên khách sạn sẽ cung cấp thông tin về các dịch vụ này và có thể giúp bạn đặt chỗ hoặc đề xuất các hoạt động và điểm tham quan gần đó. Hãy ghi lại số điện thoại 0392 979 999 và không ngần ngại liên hệ để có được thông tin chi tiết và đặt phòng tại khách sạn 3 sao giá rẻ tại cửa lò, Nghệ An. Bạn sẽ được nhận sự tư vấn tận tâm và chú đáo từ nhân viên khách sạn để có một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch của mình.